Hi, xin chào tất cả các quý khách hàng đã quay trở lại với kênh của Hải Chiều nha. Thì hôm nay là tháng 11 rồi. Thì các khách hàng đã có dự định gì về mua xe tải để mình chở hàng hóa trong những cái dịp Tết chưa? Thì hiện tại công ty ô tô Phú Cường Hải Chiều đã có dự định tặng quà Tết cho quý khách hàng khi mua xe tại công ty ô tô Phú Cường. Thì để tri ân một năm khách hàng theo dõi và mua xe tại quý công ty, thì hôm nay công ty ô tô Phú Cường Hải Chiều sẽ có chương trình tri ân cho tất cả các khách hàng nào mà đang có nhu cầu mua xe. Thì số lượng thì cũng có hạn thôi khách hàng đó, nên khách hàng nào mà nhanh tay có thể liên hệ trực tiếp đến cho Hải Chiều để Hải Chiều sẽ tư vấn báo giá và mình sẽ xuống tiền mình mua xe để mà sẽ nhận được phần thưởng để quà tặng tri ân nha. Thì hôm nay Chiều sẽ làm một video báo giá xe vào tháng 11 dành cho khách hàng nào đang có nhu cầu mua xe để mình chạy hàng Tết đó, để được biết. Thì hiện tại xe bên công ty của Hải Chiều lúc nào cũng có sẵn dành đến cho quý khách hàng đó. Khách hàng nào mua thì có thể liên hệ cho Hải Chiều nha. Thì đầu tiên Chiều sẽ quay từ trong ra ngoài đó để báo giá cho khách hàng luôn. Thì tiếp đầu tiên thì mình sẽ quay từ những cái dòng xe tải nhỏ nha. Đó, đây mình đi vô trong này, mình sẽ quay từ những dòng xe tải nhỏ đến những dòng xe tải lớn hơn. Tắt đi em, tắt đi em. Thì con xe đầu tiên Chiều muốn giới thiệu đến cho quý khách hàng là con xe tải nhỏ với tải trọng 990 kg, rất là phù hợp dành cho các khách hàng nào đang muốn chuyển đổi từ con xe ba gác để mình chạy xe cho nó hợp lệ hơn, để không còn phải bị công an bắt. Thì con này hiện tại giá của nó là 170 triệu đối với dòng xe thùng bạc như thế này. Đó, 170 triệu nha. Khách hàng chuẩn bị trước cho Chiều đâu đó khoảng là 40 đến 50 triệu là có thể nhận xe. Mỗi tháng khách hàng đóng khoảng là 3 triệu. Đó, thì ngân hàng hỗ trợ từ 2 đến 6 năm. Đó, ai mà đang có nhu cầu thì có thể liên hệ cho Hải Chiều. Đó, con này thì thùng dài là 2m7. Tiếp theo là dòng xe tải SRM với số loại T20A, với kiểu dáng rất là hiện đại luôn, form châu Âu. Con này hiện tại đang có giá là 205 triệu đối với xe thùng lửng. Đó, anh em chuẩn bị cho bên Chiều khoảng là 60 triệu. Đó, mỗi tháng đóng đâu đó là khoảng là 5 triệu là mình có thể nhận xe rồi. Đó, cùng hỗ trợ từ 2 đến 7 năm đối với dòng T20A. Và con này là bảo hành 5 năm nha, 150.000. Đó, tiếp theo là một dòng xe rất hot luôn, SRM vừa mới ra luôn. Con này với số loại là 868. Con này hiện tại đang... Thì tiếp theo là dòng SRM với số loại là 868. Con này với chiều dài thùng vượt trội hơn với những cái dòng xe tải van khác, là với chiều dài thùng là 2m rưỡi. Con này chở được 5 khối hàng nha. Con này hiện tại đang có chương trình bốc thăm trúng thưởng iPhone 14. Đó. Thì con này hiện tại giá của nó là 330 triệu xe thùng chưa giấy tờ. Đó, mình mà muốn mua một con xe tải van để chạy vào thành phố 24/24 thì có thể lựa chọn dòng SRM này. Thì bên Chiều cũng có dòng Terra V. Thì dòng đó thì giá nó là 320 xe thùng chưa giấy. Đó. Thì anh em chuẩn bị trước cho bên Chiều cũng khoảng là 60 đến 80, vay từ 2 đến 7 năm. Đó, để Chiều sẽ hỗ trợ cho mình. Rồi, thì tiếp theo mình ra ngoài đi. Mình sẽ ra ngoài. Và bây giờ là ra ngoài sân. Thì có con xe tải SRM T20A phiên bản thùng bạc. Thì con này hiện tại giá của nó là 212 triệu xe thùng chưa giấy tờ. Chuẩn bị trước 50 triệu. Đó, cũng tháng đóng khoảng là 4 đến 5 triệu. Vay 2 đến 7 năm, bảo hành 5 năm. Đó, tiếp theo một dòng đang được các bác tài quan tâm và đang có chương trình tri ân dành cho các bác tài là mình sẽ mua xe này và sẽ tặng cho các bác tài một tivi màn hình công. Đó, con đó tivi đó giá nó khoảng tầm 25 triệu nha. Đó, thì đây tri ân khách hàng dòng xe tải L240 với tải trọng là 2 tấn 4. Đó, giá hiện tại của nó là
390 triệu xe thùng bạc như thế này chưa giấy tờ. Đó, tặng tivi cho mình giá trị giá khoảng 25 triệu. Đó. Thì con này mình chuẩn bị trước cho bên chiều 80. Giấy tờ thì chứng minh sổ khẩu, đăng ký kết hôn và đâu đó là mỗi tháng đóng khoảng là 7 triệu nha. Đó, vay từ 2 đến 7 năm. Rồi, tiếp theo mình sẽ đi vào dòng N650 Plus. Dòng này thì đang rất là hot luôn. Và những dịp cuối năm này thì rất là nhiều bác tài mua dòng này để mình chạy hàng. Thì hiện tại dòng này đang có giá là 653 triệu xe thùng bạc như thế này chưa giấy tờ nè. Nó có hai màu trắng và xanh luôn. Thì con này bác tài chuẩn bị trước cho bên chiều khoảng tầm là 180 đến 200 triệu nha. Đó, con này với chiều dài thùng của nó là 6m2, chiều ngang là 2m1 và chiều cao là 2m1 nha. Đó, mình phải chuẩn bị cho chiều chuẩn bị cho chiều khoảng 180 đến 200 triệu là nhận xe. Thì mỗi tháng mình đóng ngân hàng ở đó khoảng 10 triệu. Đó, thủ tục thì chiều sẽ hỗ trợ hết cho mình, ngân hàng sẽ cho mình vay đâu đó khoảng là 457 đến 460 triệu nha. Đó, về cái dòng xe tải 650 Plus phiên bản máy Cummins nha. Con này thì hiện tại là tặng cho quý khách hàng là định vị phù hiệu, bao vô lăng, lót sàn đó và dầu nha khách hàng. Thì khách hàng nào mà đang có nhu cầu thì mình có thể liên hệ cho Hải Chiều. Tiếp theo, ở đây là rất là nhiều dòng luôn. Đây, dòng xe tải rắc sử dụng máy Cummins, con này 1 tấn 9, 3 tấn rưỡi. Thì hiện tại giá của nó là 434 triệu đối với xe thùng bạc như thế này, và thùng kính thì nó sẽ là 439 triệu. Đó, thì thùng kính sẽ cao hơn thùng bạc là khoảng là 5 triệu. Thì con này thì mình chuẩn bị trước cho bên chiều khoảng 100 đến 130. Đó, thì ngân hàng hỗ trợ từ 2 đến 7 năm, góp đâu đó mỗi tháng khoảng 8 triệu nha. Góp đâu đó trong mỗi tháng khoảng 8 triệu. Phần còn lại thì chiều sẽ hỗ trợ cho các bác tài. Đó, thì con này hiện tại đang có chương trình khuyến mãi cho mình đâu đó khoảng 20 triệu. Bao gồm là tặng 15 triệu nè, tặng camera hành trình. Đó, rồi tặng định vị phù hiệu, rồi tặng bao vô lăng, lốp sàn đó. Anh em nào đang có nhu cầu thì có thể liên hệ, xe lúc nào cũng có sẵn giao. Tiếp theo là dòng Jack với chiều dài thùng là 5m3, sử dụng thắng hơi. Đây là dòng Jack N350 thường. Con này thì nó sẽ có tải trọng là 3 tấn rưỡi, 5 tấn và 6 tấn rưỡi, với chiều dài thùng là 5m3 nha quý khách hàng. Con này sử dụng động cơ đeo của Đức. Thì con này giá hiện tại của nó là 540 triệu. Đó, thì khách hàng chuẩn bị cho trước cho bên chiều khoảng là 150, phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ cho mình từ 2 đến 7 năm. Như con này thì khách hàng đóng ngân hàng mỗi tháng khoảng là tầm 13 triệu. Đó, khoảng 13 triệu. Giấy tờ thì chiều sẽ hỗ trợ hết cho mình, xe lúc nào cũng có sẵn luôn. Đó, khách hàng nào đang có nhu cầu mà muốn kiếm 3 tấn rưỡi thùng dài mà muốn an toàn hơn thì có thể lựa chọn cái dòng Jack 350 phanh hơi. Đó, thì bên chiều đang có chương trình là của nhà máy Jack. Đây, chương trình của nhà máy Jack là từ ngày mùng 1 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11, thay nhớt miễn phí cho khách hàng nào mà đã đang mua và sử dụng dòng xe tải Jack. Còn á, mà khách hàng muốn biết kỹ hơn về chương trình này có thể kết bạn Zalo Hải Chiều. Hải Chiều sẽ gửi cái thông báo rõ nhất cho khách hàng biết và tư vấn cho khách hàng. Đây, thấy không? Đó, tặng nè, thay lọc nhớt, lọc dầu rồi làm miễn phí cho khách hàng luôn. Đó, đây là chương trình đang tri ân khách hàng những dịp cuối năm nha. Khách hàng nào mà đang muốn mua xe tải mà chưa biết lựa chọn dòng nào hoặc là đại lý nào uy tín thì có thể liên hệ cho Hải Chiều. Thì Chiều có bán tất cả các dòng xe luôn, nên là khách hàng cứ yên tâm về chất lượng và độ uy tín. Đó, showroom Chiều rất là lớn, rất là nhiều xe. Thì sau cái tấm băng rôn này là có con N680. Con này thì đang có chương trình là khuyến mãi 22 triệu dành cho khách hàng.
Đó, con này với chiều dài thùng là 6m2, chiều ngang là 2m1 và chiều cao của nó cũng là 2m1. Thì hiện tại con này là giá của nó là 611 triệu xí thùng, chưa trừ khuyến mãi 22 triệu nha. Đó, con này thì chuẩn bị trước khoảng 1.8. Chuẩn bị trước khoảng 1.8 là mình có thể nhận xe rồi. Tháng con này đóng khoảng tầm 15 đến 18 triệu. Đây. Với chiều dài thùng 62 thì con này với lại con 650 Plus thì nó chỉ nó chung cabin nè, chung chế độ bảo hành nè. Chỉ có khác về phần động cơ thôi và phần vô lăng. Đó. Bên chiều đang có rất là nhiều dòng luôn. Chiên long nè, chiên long ba chân nè. Đông phen nè. Đó. Thì hiện tại đây dòng Đông Phen đang có chương trình rất hot dành cho khách hàng luôn, là khách hàng mua xe Đông Phen B180 có thể nhận xe Airblade nha khách hàng. Nhận xe Airblade đó, khách hàng nào đang có nhu cầu thì có thể kết bạn Zalo chiều tư vấn báo giá cho mình. Đó, mua xe tải tặng xe máy rất uy tín luôn. Tiếp theo là xe VinFast Lux A2.0. Không, con này thì cũ xếp đi, còn giờ chị muốn quay con này. Đây, dắt A5 bốn chân. Con này đang có chương trình tri ân cho khách hàng. Khách hàng giá của nó là 1.495 tỷ. Khách hàng mua xe dắt A5 bốn chân sẽ được tặng xe Vision. Đó, mua dắt A5 bốn chân sẽ được tặng Vision nha. Đó, 1.495 tỷ tri ân cho khách hàng. Con này thì khách hàng chuẩn bị cho hải chiều đâu đó khoảng tầm là 450 là có thể nhận xe rồi. Đó, thì về cái phần động cơ hay là phần thùng á, chiều dài thùng á, thì nó với chiên long là như nhau. Đó, tại vì nó cũng là một động cơ du chai hết anh em. Đó, phần thùng thì cũng dài như nhau, chỉ khác mỗi phần là cabin thôi, giường nằm thôi. Đó, nếu mà so sánh về cái dòng dắt này và dòng chiên long á bốn chân á, thì cabin của chiên long sẽ nhịn hơn. Đó, thiết kế cabin nó sẽ nhịn hơn và giá nó cao hơn cái dòng dắt A5 bốn chân này đâu đó là khoảng 100 triệu. Đó, nếu 100 triệu mà không có chương trình gì nhiều hết cho khách hàng, con này khách hàng mua khách hàng sẽ được tặng xe Vision. Thì số lượng có hàng đâu đó còn khoảng 1-2 chiếc thôi. Thì đó, đang trong thời kỳ có người ký rồi á, nhưng mà khách hàng nào nhanh tay ra hóa đơn trước á thì sẽ được nhận trước nha. Đó, anh em vẫn đang còn cơ hội. Đây, dắt A5 bốn chân. Và một con xe vừa mới về bên công ty của Hải Triều luôn là Đông Ben K9. Đó, thùng bạc mở cánh dơi. Đây, mở chiều sẽ làm mở cho anh em như thế này nè. Đây là quay cận cảnh luôn. Đây là sẽ là ti nè, thấy không? Đây là sẽ là phá tôm nè. Đó, mở mở trên mở dưới luôn nè anh em, thấy không? Ở đây sẽ được mở được luôn cho anh em. Đó, anh em nào làm muốn làm để mình thuận tiện mà chạy hàng trái cây thì có thể lấy con này. Đó. Anh em thấy không? Có nè. Bản lề nè. Đó, để mở, mình mở cánh dơi ra luôn. Đó, rất là thuận tiện luôn. Thì con này thì anh em chuẩn bị trước cho chiều cũng khoảng 40 à. Thì giá hiện tại chiều báo giá luôn nha. Con này thì giờ giá nó là anh em mà mở như vậy á, là giá nó là 180 nha. 180 chưa giấy tờ. Giấy tờ thì đâu đó khoảng vài triệu thôi. Đó, chiều sẽ hỗ trợ cho anh em mình hết mình. Đó. Tiếp theo là dòng Fao Tiger. Phong Fao Tiger này với tải trọng là 8 tấn, chiều dài thùng là 6m2. Anh này thì hiện tại là giá 640. Giá 640. Mua xe tặng xe Vision. Đâu đó giá trị khoảng 30 triệu. Thì anh em nào mà không lấy xe Vision thì trừ thẳng giá thôi. Nếu mà 640 trừ 30 triệu còn khoảng 601. Đó là mình 601 là chưa phần giấy tờ nha, là giá 601 là xe thùng bạc như thế này chưa giấy tờ. Đó, anh em chuẩn bị trước cho chiều khoảng tầm 150 đến 180
là nhận xe rồi, thủ tục chứng minh sổ khẩu giấy ký kết hôn hoặc là độc thân đó, mua xe tải tặng xe máy là có thiệt. Thì Chiều cũng xin dừng video ở đây, anh em nào đi ngang qua hãy đăng ký và ủng hộ cho Hải Chiều thì để nhận được những cái video báo giá về dòng xe và chương trình khuyến mãi dịp cuối năm. Thì nói chung á, cuối năm thì rất là tất bật trong khoảng thời gian này, anh em chạy hàng nè, rồi anh em mua xe, và anh em một số anh em là rất là cần xe, thì nói chung á, là chỉ có một số dòng sẽ được ưu đãi và tri ân đến dành cho quý anh em đó, sẽ tặng những cái phần quà giá trị hơn đó. Nhiều anh em á, thì cứ suy nghĩ rằng là cuối năm là sẽ được tặng nhiều, nhưng mà thực chất là không phải là như vậy nha anh em. Dòng xe tải thì cuối năm nó sẽ tặng hạn mức nào đó thôi đó, còn mà được tặng những phần quà giá trị như xe máy, tivi, tủ lạnh hoặc là một số sản phẩm mà giá trị hơn đó, là chỉ có công ty ô tô Phú Cường tri ân khách hàng một số dòng xe thôi. Và anh em nào là đang có xe cũ mà muốn bán để mình đổi con xe mới thì có thể gặp trực tiếp cho Hải Chiều. Hải Chiều có thể cũng bán xe cũ và làm xe mới cho anh em nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.